Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Việt Nam Online, chương trình do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ phối hợp với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thực hiện. Chương trình ngày 2 tháng 7 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Việt Nam và Thái Lan đẩy mạnh hợp tác về chống rửa tiền. Phát triển giao thông nội đồng tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới. Sáng nay ngày 22 tháng 7, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, trưởng ban chỉ đạo Trung ương phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã chủ trì cuộc họp của Thường trực ban chỉ đạo Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2013. 6 tháng đầu năm, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã tham mưu xây dựng các văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, góp phần hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương trong công tác chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn thực hiện phong trào. Hiện tất cả các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai và hướng dẫn cơ sở làm tốt công tác thi đua, khen thưởng các cấp và tổ chức hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc. Cả nước có 40 trên 63 tỉnh, thành phố đã thành lập mới và kiện toàn lại ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các cấp. Phát huy kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân lưu ý Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục triển khai và hoàn thành 21 đầu việc đề ra, trong đó tập trung xây dựng nội dung chương trình phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chương trình truyền thông quốc gia về phát triển văn hóa cơ sở, tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm 2010-2013. Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp số 12 về chỉ đạo đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong giai đoạn mới, tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị 24 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước của làng, thôn, ấp, bản, cụm dân cư, tổ chức các đoàn kiểm tra, khảo sát tại 7 khu vực trong cả nước để tổng hợp tình hình, tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp trong giai đoạn mới. Chiều ngày 22 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Italia Bruno Arci đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vui mừng trước chuyến thăm và làm việc của Thứ trưởng Ngoại giao Italia Bruno Arci trong bối cảnh hai nước đang đẩy mạnh quan hệ thành đối tác chiến lược và đúng dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italia. Cảm ơn cá nhân Thứ trưởng đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên đến thăm trong khu vực châu Á. Điều này cho thấy Việt Nam là đối tác quan trọng của Italia. Phó Thủ tướng cho rằng hợp tác hiện nay giữa Việt Nam và Italia chưa xứng với tiềm năng của hai nước. Hy vọng chuyến thăm lần này sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là xúc tiến nhanh các chương trình hành động giai đoạn 2013-2015 và chương trình hợp tác về văn hóa xã hội giai đoạn 2014-2016. Phó Thủ tướng cũng mong muốn trong thời gian tới, Italia tăng cường hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực như dầu khí, đóng tàu, cơ khí, máy công cụ, đồng thời nhanh chóng ký kết chương trình hành động để tiến tới thành lập Ủy ban hỗn hợp kinh tế giữa hai nước. Cảm ơn sự đón tiếp đoàn của Phó Thủ tướng, Thứ trưởng Ngoại giao Italia Bruno Arci nhất trí cao với những ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, đồng thời mong muốn sẽ thúc đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ đối tác giữa hai nước, không chỉ trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, mà còn trên cả lĩnh vực văn hóa và giáo dục. Thứ trưởng Bruno Arci cũng đề nghị chính phủ Việt Nam hỗ trợ tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp Italia vào đầu tư và hoạt động tại Việt Nam. Dự kiến cuối năm nay, Italia sẽ tổ chức chương trình xúc tiến thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh để các nhà đầu tư Italia có cơ hội tìm hiểu đầu tư vào Việt Nam. Chiều cùng ngày tại trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra đối thoại chiến lược Việt Nam-Italia lần thứ nhất giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Italia Bruno Arci. Hai thứ trưởng đã trao đổi và thống nhất các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước như tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trao đổi kinh nghiệm và kết nối đối tác, kể cả theo hình thức đối tác công tư PPP, tập trung vào một số lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu và Italia có thế mạnh như cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, năng lượng, công nghiệp chế tạo, môi trường, công nghiệp chế biến. Hai bên cũng đánh giá cao kết quả triển khai các dự án hợp tác phát triển trong thời gian qua và thống nhất sẽ tiếp tục trao đổi để sớm thông qua chương trình hành động hợp tác phát triển giai đoạn 2013-2015, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như môi trường, y tế, giáo dục, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Hai bên cũng nhất trí cần duy trì các cơ chế tham vấn giữa các bộ ngành hai nước trong từng lĩnh vực hợp tác, thống nhất sớm thành lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế và sớm tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp về khoa học và công nghệ. Hai bên đã trao đổi về nội dung của kế hoạch hành động, triển khai tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và thống nhất sẽ sớm trình chính phủ hai nước thông qua kế hoạch hành động này. Sáng ngày 2 tháng 7 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng chống rửa tiền của Thái Lan đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trao đổi thông tin về chống rửa tiền. Hiện nay, vấn nạn rửa tiền xuyên quốc gia ngày càng tinh vi, việc nâng cao công tác phòng chống rửa tiền ngày càng trở nên cấp bách. Là thành viên của nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền APG, Việt Nam đã tích cực tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong nỗ lực phòng chống rửa tiền. Luật phòng chống rửa tiền cùng các văn bản khác hướng dẫn đã được ban hành, công tác tổ chức triển khai đang được thực hiện một cách nghiêm túc. Là trung gian tài chính với chức năng kinh doanh tiền tệ và thực hiện nghiệp vụ thanh toán tín dụng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng có vai trò đặc biệt quan trọng. Việc ký kết biên bản ghi nhớ về phòng chống rửa tiền giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng chống rửa tiền Thái Lan sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên trong quá trình thu thập, phân tích, xử lý thông tin phục vụ công tác phòng chống rửa tiền, đóng góp thêm vào việc xây dựng, củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Thái Lan. Sáng nay ngày 2 tháng 7 tại thành phố Đà Lạt, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã chủ trì hội nghị sơ kết đánh giá công tác 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo Tây Nguyên. Tham dự hội nghị còn có đại diện các bộ, ngành, vụ, lãnh đạo Tư lệnh Quân khu 5, Quân khu 7 và đại diện lãnh đạo các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên. Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm các tỉnh Tây Nguyên, thảo luận phương hướng thực hiện các chỉ tiêu của các ngành, nhất là các vấn đề thiết yếu liên quan đến phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên như hạ tầng giao thông, tín dụng, các dự án thủy điện, an ninh quốc phòng, công tác tín dụng, việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số và những vấn đề còn tồn tại cần được tháo gỡ để tạo điều kiện cho các tỉnh vùng Tây Nguyên phát triển bền vững. Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Trần Đại Quang, trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên đề nghị trong 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo Tây Nguyên cần tăng cường phối hợp với các bộ ngành địa phương kiểm tra đôn đốc việc triển khai kết quả hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần thứ 2, nhất là việc triển khai các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư và cam kết hỗ trợ tín dụng phục vụ phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Theo dõi, giám sát việc triển khai nâng cấp đường Hồ Chí Minh và kết nối hạ tầng giao thông trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Đối với công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phải theo dõi đôn đốc công tác xây dựng Đảng ở những địa bàn trọng điểm khó khăn và chăm lo cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên người dân tộc thiểu số. Dịp này, Ban chỉ đạo Tây Nguyên và Ủy ban dân tộc cũng đã ký kết quy chế phối hợp giữa hai cơ quan trong giai đoạn 2013-2016. Chiều nay ngày 2 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức họp báo phát động liên hoan ảnh và phim phóng sự tài liệu về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu trong cộng đồng ASEAN năm 2013 với chủ đề Bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu trong cộng đồng ASEAN. Mục đích của liên hoan là xây dựng một ASEAN xanh và sạch, có cơ chế hoàn toàn ổn định cho sự phát triển vững chắc, bảo vệ môi trường, đảm bảo sự bền vững của các nguồn tài nguyên thiên nhiên của khu vực và chất lượng cuộc sống của các quốc gia trong khối ASEAN, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh và thực hiện hiến chương ASEAN. Thể loại tham gia dự thi liên hoan gồm ảnh, nhóm ảnh, phim phóng sự, phim tài liệu phản ánh về thực trạng và những ảnh hưởng tác động đến việc bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu của một ASEAN năng động, giàu tiềm năng phát triển. Đối tượng tham gia là các tổ chức, cá nhân mang quốc tịch của các quốc gia thành viên ASEAN. Mỗi tác giả dự thi tối đa là 10 tác phẩm cho mỗi thể loại. Riêng đối với tác phẩm nhóm ảnh, phóng sự ảnh, ảnh bộ thì tối đa không quá 20 ảnh. Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, số 61 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam. Thời gian dự thi bắt đầu tính từ ngày hôm nay, 22 tháng 7, đến ngày 31 tháng 10 năm 2013. Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2013, đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi. Thay mặt đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, Trung tướng Đào Duy Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam gửi lời thăm hỏi động viên đến toàn thể cán bộ, nhân viên và các đối tượng là người có công tại trung tâm.
với mong muốn các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình chính sách tiếp tục có sức khỏe tốt, cuộc sống ổn định. Lãnh đạo Tổng cục Chính trị đề nghị tập thể cán bộ, người lao động tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi tích cực phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, điều dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và các đối tượng khác. Nhân dịp này, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã tặng 19 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh gia đình liệt sĩ, trị giá mỗi suất quà là 1 triệu đồng và một phần quà cho trung tâm trị giá 11 triệu đồng. Sáng nay ngày 2 tháng 7, hội thảo Con đường tri thức với chủ đề Nông dân làm kinh tế, kết nối thị trường và kinh doanh bền vững đã diễn ra tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Hội thảo do dự án phân cấp giảm nghèo Quảng Bình, Văn phòng Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế và tổ chức Brocasur phối hợp tổ chức với sự tham dự của các đại biểu đến từ 8 tỉnh đại diện cho 3 vùng miền trong cả nước. Chương trình Con đường tri thức là một quá trình đào tạo trên thực địa và được tổ chức dựa trên các kinh nghiệm thành công và thực tiễn điển hình về phát triển nông thôn ở những nơi người dân địa phương có thể trở thành các đào tạo viên thông qua các hoạt động như hội thảo, tham quan, đánh giá điển hình mô hình và các hoạt động trên thực địa. Chương trình Con đường tri thức lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với chủ đề Nông dân làm kinh tế, kết nối thị trường và kinh doanh bền vững sẽ tạo điều kiện cho các thành viên tham gia chương trình và người dân địa phương chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo một cách bền vững. Thưa quý vị và các bạn, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa có đặc điểm địa hình phức tạp, hầu hết các khu sản xuất nông nghiệp đều bị ngăn cách bởi đồi núi hoặc sông suối, gây khó khăn cho người dân trong việc đi lại, vận chuyển nông sản và làm giảm giá trị hàng hóa. Để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát triển sản xuất, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Khánh Sơn đã chú trọng xây dựng hệ thống giao thông nội đồng tại các xã. Khu vực sản xuất của thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp, rộng hơn 100 hectare, là nơi canh tác lúa nước, mía tím, cà phê, sầu riêng, keo, chuối của các hộ dân trong thôn. Trước đây chưa có đường giao thông, người dân đi lại vận chuyển hàng hóa rất khó khăn, vì thế mà nông sản của bà con thường bị ép giá. Tuy nhiên, từ năm 2011, huyện Khánh Sơn đã đầu tư làm con đường bê tông đến tận ruộng, giúp bà con đi lại vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện cơ giới. Nhờ đó, giá nông sản cũng được nâng lên. Làm ruộng bên này thì cái năm ngoái năm kia chưa có đường đi thì chỉ cũng gùi không hoặc là vác về. Còn bây giờ có đường đi rồi thuận tiện hơn. Giờ mình có xe thì mình chở bằng xe máy đi về tới nhà. Còn nếu mà không có xe, có xe rùa mình để bằng xe rùa đi về tới nhà cũng được. Cũng có thuận tiện hơn cái mấy năm trước. Bà con đi lại cũng thuận tiện hơn. Còn đây là con đường vào khu sản xuất rộng khoảng 200 hectare của thôn Cờ Róa, xã Sơn Lâm. Từ mấy chục năm nay, người dân ở đây nếu muốn đi lại giao thương hàng hóa thì chỉ có cách duy nhất là lội qua suối. Mùa nắng đã vậy, mùa mưa thì khu vực này bị chia cắt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hệ lụy kéo theo là hàng chục tấn nông sản bị ứ đọng, còn các em học sinh thì phải nghỉ học. Năm 2010, huyện Khánh Sơn đã đầu tư hơn 5 tỷ đồng để làm cây cầu bắc qua suối, đồng thời mở tuyến đường vào thôn và khu vực sản xuất của bà con. Đây là điều có ý nghĩa lớn, động viên khích lệ bà con tích cực phát triển sản xuất, đặc biệt là các em học sinh không còn phải nghỉ học trong mùa mưa lũ. Từ hôm trước đến nay, nhờ cũng như là đảng nhà nước, cũng như là mở đường mở xã này, dân làng của chúng tôi cũng được thông suốt để vận chuyển hàng hóa, rải bãi. Rồi là nhờ cũng như là nhà nước quan tâm là con cái mới được đi học hành. Chứ lúc trước là suối này mỗi lần mưa lụt cái là con cháu là thất học, không có đi được. Trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua huyện Khánh Sơn ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, trong đó có việc làm các tuyến đường giao thông nội đồng thường vào khu sản xuất tập trung nhằm phục vụ lợi ích thiết thực của người dân và nâng cao giá trị nông sản. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn hẹp nên đến nay toàn huyện mới chỉ có khoảng 40% tuyến giao thông nội đồng được làm mới, bê tông hóa. Nhiều tuyến đường giao thông nội đồng đang cần được làm mới để giúp bà con không phải leo đồi lội suối mỗi khi đi nương đi rẫy và phải đối diện với mối nguy hiểm trong mùa mưa lũ. Nguyện vọng của bà con thì cũng đề nghị xã cũng như là cơ quan chuyên môn và cấp trên tăng cường cái đầu tư cái vào cái khu sản xuất. Đặc biệt là trên địa bàn xã Sơn Điệp thì qua thống kê thì rất là nhiều cái tuyến đường và khu sản xuất chưa được đầu tư. Cái này thì hộ dân cũng tự phát thì dọn đường để mà vào khu sản xuất bị rất là khó khăn. Nếu mà được thì góc độ địa phương thì cũng đề nghị
huyện cũng như tỉnh là hỗ trợ tăng cường cái đầu tư cái tuyến đường và cái khu sản xuất. Thì cái này thì qua cái cơ bản làm tạm thời như vậy thì phát huy hiệu quả rất là cao. Thì qua thống kê vừa rồi thì và khu sản xuất tạm thời bây giờ là chúng tôi đã thống kê trên 5 km. Mà cái này thì đa số mà đi thì người ta cũng đi vượt suối hết. Mà trong mùa mưa bão thì rất nguy hiểm. Năm 2013, tổng số công trình cơ sở hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn huyện Khánh Sơn là 14 công trình, trong đó có 12 công trình giao thông. Trong thời gian tới, huyện Khánh Sơn sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông nội đồng nhằm thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập cho bà con. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên và ý thức tự giác của nhiều cán bộ, đảng viên và người dân trong cả nước. Xác định rõ việc học và làm theo gương Bác không phải là điều gì quá xa vời, mà chính là những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn liền với cuộc sống hàng ngày. Bí thư chi bộ Dương Văn Tuấn ở xóm Trại Cọ, xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên luôn được cán bộ và nhân dân địa phương yêu mến bởi sự gương mẫu và trách nhiệm với cộng đồng. Chúng ta cùng gặp gỡ người đảng viên tiêu biểu này qua phóng sự sau đây. Là một bí thư chi bộ, anh Dương Văn Tuấn rất tâm đắc với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Anh luôn trăn trở làm sao để học tập và làm theo lời Bác một cách thiết thực nhất. Vì thế, một trong những nội dung được chi bộ chú ý nhất đó là học và làm theo đức tính, cần kiệm, liêm chính của Bác Hồ. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư là chúng tôi cũng đã triển khai là cho các đồng chí trong chi bộ là học từng chữ một và vận dụng luôn vào thực tế, là phân công cho là mỗi đồng chí là phụ trách một số gia đình, tức là mỗi đồng chí trong chi bộ là phải có trách nhiệm đi vận động một vài gia đình nào đấy cụ thể. Thì nếu mà đồng chí nào ấy mà vận động được ấy, mà không cần là phải báo cáo lại với chi bộ để cùng nhau đến ý, thì đồng chí đấy sẽ được khen. Trước một thực tế ở địa phương đang thiếu nhà văn hóa, anh Tuấn cùng các đảng viên trong chi bộ thường xuyên phối hợp với các trưởng xóm và các đoàn thể đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng để giải thích, vận động nhân dân hiến đất xây dựng nhà văn hóa và những công trình phúc lợi xã hội khác. Mới đầu là gia đình chúng tôi cũng không đồng ý. Bởi vì là ruộng chúng tôi canh tác, mà bây giờ cắt ruộng ra thì chúng tôi cấy vào đâu. Nhưng mà một vài lần là anh Tuấn có đến vận động thì gia đình chúng tôi cũng đồng ý. Đấy là chúng tôi cũng biết là nông thôn mới nó như thế nào. Là sau này là chúng tôi có thể là phát triển được nhiều cái. Chẳng hạn như là lúa mạ chúng tôi mang đi cấy, rồi thì lúa gặt về chúng tôi có phương tiện, chúng tôi đến tận ruộng để thu hoạch. Nếu về nông thôn mới là chúng tôi chưa hiểu là nông thôn mới là cái gì. Đấy. Nên là chúng tôi như anh Tuấn gọi là đến vận động 2-3 lần chúng tôi mới bảo là nông thôn mới có cái điều kiện để cho gia đình phát triển và cả xóm đội phát triển, thì có nội đồng, kênh mương. Đấy thì là chúng tôi nhất trí hiến đất để làm đường nội đồng, đấy, rồi kênh mương đấy, cho xóm và cả gia đình chúng tôi được hưởng cái vấn đề là máy móc đi lại, rồi là các phương tiện đi lại cho dễ dàng để cho phát triển làm ruộng cho nó được nhàn hạ hơn lúc mình phải gánh vác. Nhờ sự tận tâm, nhiệt tình và ý thức trách nhiệm của bí thư chi bộ Dương Văn Tuấn, thôn Trại Cọ đã có nhà văn hóa khang trang làm nơi sinh hoạt chung của nhân dân trong làng. Chị Tuấn thì năm gần đây là một trong những đồng chí là đảm việc nước, giỏi việc nhà, cũng như là làm tốt công tác vận động nhân dân hiến đất, hiến tài sản hiến đất để xây dựng các khu văn hóa của xóm, là những điều điển hình để thực hiện cái chỉ thị 03 của Đảng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Không chỉ hoàn thành xuất sắc trong công việc xã hội, đảng viên, bí thư chi bộ Dương Văn Tuấn còn là tấm gương tiêu biểu về lao động sản xuất, chủ động phát triển kinh tế gia đình, từ đào ao thả cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Và người đảng viên trẻ này luôn tâm niệm, 100 lời nói hay không bằng một việc làm tốt. Anh và các đảng viên trong chi bộ sẽ tiếp tục thực hiện và vận động nhân dân tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê. Theo đó, đối với vi phạm quy định trong các hoạt động điều tra thống kê nhà nước,
phạt cảnh cáo đối với hành vi trì hoãn việc thực hiện yêu cầu của điều tra viên thống kê theo quy định của phương án điều tra thống kê, phạt tiền từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với các hành vi nộp chậm phiếu, biểu điều tra thống kê gián tiếp dưới 5 ngày so với thời hạn quy định của phương án điều tra thống kê, nộp không đủ phiếu, ghi không đủ các thông tin phát sinh vào phiếu, biểu điều tra theo quy định của phương án điều tra. Phạt từ 3 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với hành vi ghi sai lệch thông tin ban đầu do cá nhân tổ chức đã cung cấp vào phiếu điều tra, tự ý ghi thông tin, ghi không trung thực, sai sự thật các thông tin có phát sinh vào phiếu. Phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện hoặc cản trở việc điều tra thống kê, khai man hoặc ép buộc người khác khai man thông tin trong điều tra thống kê, không gửi cơ sở dữ liệu cuộc điều tra cho cơ quan thống kê có thẩm quyền sau 15 ngày công bố kết quả điều tra. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc thành lập thị trấn An Lạc Thôn thuộc huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Cụ thể, chính phủ quyết nghị thành lập thị trấn An Lạc Thôn thuộc huyện Kế Sách trên cơ sở toàn bộ 2.015,71 ha diện tích tự nhiên và 11.390 nhân khẩu của xã An Lạc Thôn. Sau khi thành lập thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách sẽ có 35.287,61 ha diện tích tự nhiên và 159.562 nhân khẩu, 13 đơn vị hành chính cấp xã gồm thị trấn Kế Sách, thị trấn An Lạc Thôn và 11 xã gồm An Lạc Tây, Phong Nẫm, An Mỹ, Thới An Hội, Ba Trinh, Trinh Phú, Xuân Hòa, Nhân Mỹ, Kế Thành, Kế An, Đại Hải. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập trung tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Theo dự kiến, hội nghị sẽ diễn ra trong ngày 8 hoặc 9 tháng 8 năm 2013 tại Hà Nội. Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị kỹ báo cáo các nội dung trao đổi, thảo luận tại hội nghị, đảm bảo tổ chức hội nghị ngắn gọn, hiệu quả và thiết thực. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 8 đã tạo ra đợt sinh hoạt lý luận chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, các cấp, các ngành, có sức lan tỏa rộng rãi tới đời sống toàn xã hội. Cụm từ xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trở thành khẩu hiệu quen thuộc như lời động viên, nhắc nhở mỗi người phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy những di sản văn hóa vô giá của cha ông, đồng thời không ngừng sáng tạo, học tập, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu thêm vốn văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập giao lưu. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn cho phép thành lập ban quản lý dự án chương trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng. Theo đó, các dự án thuộc chương trình cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng thuộc địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành các quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan được giao là đầu mối, chủ đầu tư và trực tiếp quản lý, điều hành thực hiện. Đồng thời chủ trì phối hợp với các sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào quy định thành lập ban quản lý các dự án thuộc chương trình trên. Bên cạnh đó, nghiên cứu về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của ban quản lý chương trình, dự án ODA và phê duyệt sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng vay vốn Ngân hàng Thế giới, đồng thời có trách nhiệm thực hiện các quy định liên quan về quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và của nhà tài trợ. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý an toàn công trình thủy lợi và thủy điện. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện và đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các chủ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, quản lý chất lượng xây dựng công trình và các quy định có liên quan. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, quản lý chất lượng xây dựng công trình đối với các chủ đập thủy lợi, thủy điện đã và đang xây dựng trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm đối với chủ đập không chấp hành đúng, đầy đủ quy định của pháp luật. Nếu phát hiện có nguy cơ đe dọa đến an toàn công trình thì yêu cầu chủ công trình ngừng ngay việc tích nước và triển khai các biện pháp về kỹ thuật để đảm bảo an toàn công trình theo quy định. Đối với đập đã đưa vào khai thác, sử dụng nhưng chưa được cắm mốc thì chủ đập phải thực hiện xong việc cắm mốc giới trước ngày 31 tháng 12 năm 2013.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ về đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, tỉnh Cà Mau đã tiến hành thí điểm các mô hình dạy nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp tại các địa phương được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới như huyện Đầm Rơi, huyện Thới Bình, huyện Trần Văn Thời. Từ những mô hình dạy nghề, nhiều lao động đã tìm được việc làm phù hợp, có thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống. Theo đó, có 26 nghề được triển khai thí điểm cho các địa phương, trong đó có nhóm nghề nông lâm thủy sản gồm 6 nghề, nhóm nghề công nghiệp xây dựng 16 nghề, nhóm nghề thương mại dịch vụ 4 nghề. Đến nay, 9 trên 9 huyện đã thành lập ban chỉ đạo và ban hành quy chế hoạt động. Sau 3 năm, các địa phương đã đào tạo dạy nghề cho trên 78.000 lao động, trong đó trung cấp và cao đẳng nghề trên 3.000 lao động, dạy nghề theo quyết định 1956 gần 28.000 lao động. Tỷ lệ sau khi học nghề có việc làm trên 70%, riêng trong 6 tháng đầu năm, Cà Mau đã giải quyết việc làm cho trên 26.000 lao động, đạt 79% kế hoạch, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong cái đào tạo nghề thì từng địa phương đó cũng quá trình đào tạo thì cũng gắn với cái kế hoạch phát triển sản xuất của cái từng địa phương, rồi gắn với cái xây dựng cái nông thôn mới. Rồi làm sao khi mà đào tạo rồi thì cũng gắn với việc làm. Vừa đào tạo nghề nhưng mà gắn với cái nâng cao được cái kiến thức của bà con. Cho nên đó là khi mà đào tạo thì anh em cũng chọn cái nghề cho nó phù hợp với địa phương đó. Mặt khác, đào tạo nó cũng gắn liền với cái tư liệu sản xuất ở tại đó. Tham gia học nghề, học viên sẽ được hỗ trợ mỗi người 15.000 đồng một ngày. Sau khi kết thúc khóa học, học viên được tạo việc làm tại chỗ với thu nhập từ 1,5 đến 2 triệu đồng một tháng. Ưu điểm của đề án 1956 là đáp ứng được nguyện vọng của người lao động, tạo ra cơ hội giảm nghèo bền vững cho họ. Qua đề án, những kỹ năng, phương pháp, kinh nghiệm và cách làm hiệu quả, mô hình hay được truyền đạt do sự linh hoạt, nhạy bén và chuyển hướng từ đào tạo theo năng lực có sẵn của cơ sở sang đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động và nguyện vọng của học viên, nên thời gian qua tình trạng người dân ly hương đã giảm đáng kể. Cũng có vô công ty ở Cần Thơ làm đó, thì thu nhập cũng được. Nhưng mà giờ ở đây ở huyện mình nó có mở cái lớp mai như vậy nè, chị mới về trở về quê của mình để làm ở trung tâm ở huyện để cũng gần gũi ở gia đình, với thu nhập của chị tính nó cũng đủ. Trung tâm đã đưa toàn bộ cái lực lượng giáo viên cũng như là cơ sở xuống tạm các cái ấp, các cái khóm để đào tạo tại chỗ, nhằm giảm bớt cái chi phí đi lại của mỗi học viên, và cũng như là cái thuận lợi nhất là mỗi học viên người ta đã sắp xếp được cái công việc gia đình, cũng như là về cái vừa sắp xếp công việc gia đình mà vừa sắp xếp được cái công việc học. Trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện có 21 cơ sở dạy nghề. Mặc dù đã qua công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn nhất định trong việc đào tạo các nghề phi nông nghiệp, do tỉnh Cà Mau vẫn còn ít doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nên việc tìm được việc làm tại chỗ cho lao động sau khi ra nghề vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nếu giải quyết được những vấn đề này thì công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Cà Mau sẽ đạt được kết quả cao và bền vững hơn. Chương trình Việt Nam Online do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ phối hợp với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thực hiện ngày 22 tháng 7 đến đây kết thúc. Ngay sau đây sẽ là phần điểm lại các thông tin chính đã phát trong chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Việt Nam và Thái Lan đẩy mạnh hợp tác về chống rửa tiền. Phát triển giao thông nội đồng tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị xem thông tin chi tiết tại website vno.chinhphu.vn hoặc vtc.com.vn.